Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép liệu collagen đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị các vấn đề rối loạn hay là viêm nhiễm da. Thưa các bạn, chúng ta đều mong muốn rằng là có một làn da hoàn hảo, mịn màng cũng như là không gặp phải các khuyết điểm, đúng không ạ? Tuy nhiên trên thực tế thì không phải ai cũng có được làn da như vậy. Có rất nhiều người gặp phải tình trạng như là mụn nhọt, mụn trứng cá, mụn đầu đen thường xuyên xuất hiện trên da. Đồng thời là da của họ rất dễ bị viêm nhiễm cũng như là khiến tình trạng da của họ không được đẹp mắt. Chính vì vậy làm như nào để hỗ trợ điều trị luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Để có được một làn da đẹp, tránh phải tình trạng viêm nhiễm da hay là gặp các khuyết điểm về da thì chúng ta không chỉ sử dụng những sản phẩm tác động từ bên ngoài mà chúng ta còn phải hỗ trợ điều trị từ sâu bên trong, đồng thời là chúng ta phải làm đẹp da từ sâu bên trong. Nước ép liệu là một trong những dòng sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc và đến từ nhà sản xuất tập đoàn thương hiệu vô cùng nổi tiếng, đó chính là tập đoàn Samsung. Và sản phẩm này thì với nguyên liệu chính đó chính là quả liệu. Và tất nhiên những quả liệu tại Hàn Quốc thì cũng được lựa chọn ở những quả có chất lượng tốt nhất. Từ đó thì được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại để ép nước ép liệu và cũng như là để đảm bảo rằng gói nước ép này vẫn giữ nguyên được các dưỡng chất, các loại vitamin, các chất chống oxy hóa có nguyên trong quả liệu tới lúc đầu. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng vì sao dòng sản phẩm này lại hỗ trợ điều trị hiệu quả các vấn đề viêm nhiễm về da hay là các vấn đề mụn nhọt thì Kiều Anh sẽ giải thích như sau. Trong nước ép liệu collagen đến từ Hàn Quốc có chứa nhiều punicalagin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Được biết, khả năng chống oxy hóa của chất này có trong trái liệu gấp nhiều lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Chưa kể tới việc nước liệu collagen Hàn Quốc đã được sử dụng trong y học như một biện pháp tự nhiên và hữu hiệu để điều trị chứng ho, viêm họng, nhiễm trùng tiết niệu, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa, rối loạn da, viêm khớp và thậm chí là liều thuốc tẩy sán dây. Và hợp chất punicalagin này thì đã được chứng minh là có công dụng rất hiệu quả trong việc là hỗ trợ điều trị các tình trạng viêm nhiễm da của chúng ta, cũng như là đối với những người mà da của chúng ta thường xuyên gặp phải mụn nhọt thì hợp chất punicalagin này sẽ hỗ trợ là giải độc, đồng thời là giúp cho da của chúng ta được đẹp hơn và loại bỏ tình trạng mụn nhọt hay là viêm nhiễm trên da. Và có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc thì đã chứng minh rằng đối với những người gặp phải các tình trạng về da như Kiều Anh vừa chia sẻ thì chỉ sau từ 1 đến 2 tháng sử dụng dòng sản phẩm nước ép liệu collagen đến từ Hàn Quốc này thì các tình trạng về da của họ đã được giảm rõ rệt. Đồng thời là họ kết hợp với các trị liệu về da cũng như là các biện pháp chăm sóc da từ bên ngoài thì chỉ sau từ 2 cho đến là 3 tháng da của họ đã mất hẳn tình trạng viêm nhiễm hay là các tình trạng mụn nhọt. Và sản phẩm này thì cũng ngoài việc là hỗ trợ điều trị viêm nhiễm hay mụn nhọt thì còn được chứng minh là có khả năng giúp cho da của chúng ta được căng bóng, hồng hào hơn, đồng thời là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm ở trên da của chúng ta. Và tất nhiên là với một dòng sản phẩm như thế này thì cách sử dụng cũng rất là đặc biệt, đúng không? Các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé, là với dòng sản phẩm nước ép liệu collagen đến từ Hàn Quốc thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 đến 2 gói như thế này. Và mỗi lần dùng thì chúng ta sẽ sử dụng trước vào buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Và tất nhiên rồi, với sản phẩm tuyệt vời thì các bạn nên mua tại địa chỉ uy tín. Và các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép liệu collagen đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.